Nhà nghèo mê gái. Ngày xưa ở trấn Kinh Bắc có một người đàn bà quá chồng từ sớm, ngày ngày đi mò cua bắt ốc để nuôi hai đứa con thơ. Cậu con trai là Tô Văn, còn cô con gái là Tô Thị. Ôi không, máu, máu nhiều quá. Mình đã làm gì thế này? Mình đã hại chết em rồi. Mình không còn mặt mũi nào ở đây được nữa. Hả? Trời ơi, chuyện gì thế này? Mẹ ơi, mẹ đừng trách anh Văn. Lúc đó hai chúng con đang chơi với nhau ở sân. Cứ như vậy, cô bé vừa khóc lóc vừa kể lại cho mẹ nghe đầu đuôi câu chuyện. May mắn thay, trong lúc cô ngất đi, có bà hàng xóm tốt bụng đã lấy lá thuốc giấu đắp cho Tô Thị. Trời ơi là trời, đúng là con dại cái mang mà. Từ ngày đó, Tô Văn đi biệt tâm. Ngày một, ngày hai cũng không thấy trở về. Mẹ cậu đã tìm khắp nơi nhưng không thể nào tìm thấy. Người mẹ sau nhiều tháng ngày tìm kiếm con trai, bà vừa tuyệt vọng vừa nhớ con, sinh ra buồn phiền. Ngày một héo hon, chẳng bao lâu ốm nặng rồi chết đi, bỏ lại Tô Thị một mình bơ vơ. Sau khi mẹ mất, Tô Thị được mấy người láng giềng cưu mang trong ít ngày. Sau đó, cô bé đến giúp việc cho hai vợ chồng người chủ hàng cơm nọ. Sau này, hai vợ chồng người chủ hàng cơm lên xứ Lạng mở hàng nem. Tô Thị cũng vì thế mà rời xa quê hương, cùng họ bôn ba. Thời gian thấm thoát trôi qua, Tô Thị đã lớn. Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn nết na, đảm đang, tháo vát. Nàng được rất nhiều người trong vùng để ý. Học được nghề làm nem, Tô Thị liền mở cửa hàng nem ở Kỳ Lừa. Nàng làm nem rất khéo, cửa hàng mỗi ngày một đông khách. Người ta đến để thưởng thức nem ngon, cũng có người vừa thích nem vừa mê bóng mê gió cô hàng. Người đâu mà xinh đẹp, dịu dàng, lại khéo léo thế không biết. Thế này thì ngày nào tôi cũng muốn ăn nem. Ăn nem, tòm tem luôn cả cô bán nem. Anh làm cái gì đấy? Nem thì có thể tùy tiện ăn, nhưng lời thì không thể tùy tiện nói, và hành động thì lại càng không thể tùy tiện làm như vậy. Chuyện liên quan gì đến nhà anh mà ý kiến chứ? Không liên quan đến tôi, nhưng anh giữa ba ngày ban mặt lại đi ức hiếp con gái nhà lành. Thật sự không đáng mặt đàn ông. Mọi người thấy tôi nói có đúng không? Đúng rồi. Cụ cứ cầm đi ạ. Cụ không có tiền thì coi như con biếu mấy thang thuốc này. Cảm ơn cậu. Cậu đúng là một chàng trai tốt. Cụ quá khen rồi. Cụ khó khăn như vậy, con chẳng giúp được gì, chỉ biếu cụ được mấy thang thuốc thế này. Con... Cụ ơi, con có ít nem cụ cầm lấy ăn lót dạ. Nem này con tự làm đấy cụ. Lão cảm tạ sự giúp đỡ này. Lão thật may mắn quá. Vậy là nàng phải lòng người thanh niên tuổi ngoài 20, có vẻ ngoài túng tú và tấm lòng tốt bụng kia. Chàng cũng mến mộ Tô Thị, nên mỗi lần đem thuốc bắc từ Cao Bằng về Lạng Sơn bán, chàng lại không quên ghé thăm hàng nem ngon nức tiếng Kỳ Lừa, cũng là để gặp cô bán nem đẹp người đẹp nết. Dần dần, cả hai trở nên thân thiết, quyến luyến không rời. Hai người lấy nhau được hơn một năm thì có với nhau một đứa con gái. Hai vợ chồng vốn đã yêu thương nhau hết mực, lại được thêm mụn con, tình cảm lại càng trở nên khăng khít. Đầu mình có cái sẹo to, thế mà bây giờ tôi mới biết. Bây giờ mình mới thấy hả? Mình thấy xấu lắm đúng không? Có gì đâu mà xấu. Vả lại tóc nàng che vậy, đâu để lộ ra ngoài. Nàng kể ta nghe, sao nàng lại có vết sẹo lớn vậy? Thật ra chuyện đã từ rất lâu rồi. Trước kia... Mình đã làm gì thế này? Mình đã hại chết em rồi. Mình không còn mặt mũi nào ở đây được nữa.
có chuyện thế này nữa. Ôi, số phận đưa đẩy thế nào, đây lại là em gái của mình chứ. Theo cha nuôi rong ruổi xuống Lạng Sơn bán hàng, hơn 10 năm qua, mình vốn cho rằng gia đình mình ở miền xuôi đã không còn một ai. Không ngờ cớ sự lại như vậy. Không được, em gái mình đang sống vui vẻ là thế. Mình không thể để cô ấy biết sự thật này, để rồi phải buồn khổ. Tuy chuyện này là ngoài ý muốn của cả hai, nhưng nhất quyết phải gỡ bỏ mối duyên này. Đúng rồi, mình sẽ xin đi lính. Chỉ cần mình đi biệt chuyến nữa, em gái mình trẻ trung xinh đẹp nhường ấy, làm gì chả lấy được một người chồng khác. Gì cơ? Mình đã đăng ký đi lính sao? Người ta tránh còn không được, sao chàng lại xin đi? Ta đã quyết vậy, sáng mai là ta lên đường rồi. Mình biết vậy, đừng cấm cản ta làm gì. Tại sao đang sống yên vui hạnh phúc, mình lại bỏ mẹ con em mà đi như vậy? Có phải em đã làm gì có lỗi với mình không? Từ ngày chồng đi, Tô Thị chẳng thiết gì đến việc bán hàng. Ngày ngày nàng bế con lên chùa Tam Thanh, cầu cho chồng được tai qua nạn khỏi, chóng được trở về cùng nhau sum họp. Nhưng rồi 3-4 năm trôi qua, nàng trông chồng đỏ cả mắt mà chàng vẫn biệt vô âm tín, không thấy trở về. Và rồi vào một ngày trời nổi cơn giông, nàng nhớ chồng, thương thân, liền dẫn con ra ngoài chùa, trèo lên một mỏm đá cao chót vót, nhìn về hướng chồng đi. Mây đen kéo đầy trời, gió rít lên từng hồi qua khe đá, mưa như trút nước, chớp lòe khắp núi. Nàng vẫn bế con đứng trơ trơ, đăm đăm nhìn về hướng chồng đi. Ngày hôm đó, quả núi như rung chuyển dưới những luồng sét dọc ngang. Mưa mỗi lúc một to, Tô Thị vẫn bế con đứng trơ trơ trên mỏm đá cao chót vót. Sáng hôm sau, khi trời yên bể lặng, người ta nhìn thấy trên đỉnh núi, nàng Tô Thị bế con đã hóa đá từ bao giờ. Sự tích về người phụ nữ hóa đá chờ chồng được lưu truyền ở nhiều nơi trên đất nước. Nếu ai đã từng leo lên đỉnh núi Bà, Bình Định, núi Mờ Rắc, Đắk Lắk, núi Nhồi, Thanh Hóa, bờ Khe Dai, bàn Cơ Lết, Nghệ An, thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn, đều có thể bắt gặp những hòn đá có hình dáng như một thiếu phụ ôm con chờ chồng, mà dân gian gọi đó là hòn Vọng Phu. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sun Pharma. Ông vua, bà con khỉ. Luca, người thật thông minh. Nhờ có người tình rành hiến kế mà ta đã săn được con quả kia rồi. Bệ hạ, thần sẽ làm mọi điều vì người ạ. Người không những là con khỉ biết nói tiếng người duy nhất trong vương quốc của ta, mà ngươi còn vô cùng tinh ý, lại rất biết chiều ý ta. Chẳng như đám quan quân trong triều, chúng không bao giờ làm ta vui. Thần là chú khỉ trung thành và sẵn sàng phục tùng mọi mong muốn của người ạ. Với sự tận tụy và trí khôn của mình, lẽ ra người phải được ở vị trí xứng đáng hơn mới phải. Hỡi các khanh, từ nay ta sẽ phong cho Luca làm đội trưởng đội vệ sĩ của ta. Tất cả binh lính trong hoàng cung đều phải nghe theo lệnh của Luca. Ôi trời ơi! Ông bệ hạ định cất nhắc con khỉ ấy lên đội trưởng đội vệ sĩ, tôi có nghe lầm không? Thời thế đảo điên quá, con khỉ sao có thể làm vệ sĩ được? Thưa bệ hạ,
Dù sao thì Luca cũng chỉ là một con khỉ, không thể nào làm thay công việc của con người được à. Luca không phải là một con khỉ bình thường. Nó vô cùng tinh ý và nhanh nhẹn. Nó thông minh nhất trong số những con khỉ mà ta từng biết. Ngươi có thấy con khỉ nào biết nói tiếng người như nó không hả? Tâu bệ hạ, dù Luca là một con khỉ rất thông minh so với loài của nó, nhưng nó cũng chỉ là một con vật mà thôi, không hề biết suy tính trước sau. Bệ hạ không nên ban phát cho nó quá nhiều quyền hạn, vì như thế có thể dẫn đến những tai họa khôn lường ạ. Hoàng thượng thư, ta thấy người đang ghen tị với một con khỉ đó. Thật là tâm địa nhỏ nhen hẹp hòi. Người không xứng đáng giữ chức quan thượng thư nữa. Mau lột mũ áo của ông ta, đuổi ra khỏi kinh thành. Bệ hạ. Luca, ta đã tống cổ lão thượng thư già đó ra khỏi cung rồi. Hắn ta dám coi thường con vật mà ta yêu quý nhất. Thưa bệ hạ, hắn còn có ý nói bệ hạ không biết dùng người đó ạ. À, hắn đúng là hỗn xược. Yên tâm, ta sẽ xử lý bất kỳ ai có lời ông tiếng ve gì vì ngươi khỉ à. Bệ hạ làm thế là rất đúng ạ. Tốt lắm, ngươi luôn hiểu ý ta. Từ nay ngươi sẽ là vệ sĩ thân cận nhất của ta, luôn ở bên cạnh để bảo vệ ta. Ta đã có Luca theo hầu rồi, không cần các ngươi phải đi cùng ta nữa. Chà, đúng là mùa xuân, khu vườn của ta thật đẹp. Nơi đây tụ hội tất cả những loài hoa quý từ khắp nơi trong vương quốc của ta. Luca, ngươi có thấy khu vườn rất tuyệt không? Thưa bệ hạ, đúng là rất tuyệt cả. Chà, mùi hương thơm của cỏ cây hoa lá thật là tuyệt diệu. Không khí mát mẻ, ta bỗng muốn ngủ một giấc giữa vườn hoa này. Chúng ta hãy tới bãi cỏ đằng kia nào. Luca, giờ thì ta sẽ ngủ một giấc. Người phải canh gác cho ta, không ai được lại gần phá giấc ngủ của ta, nghe chưa? Thưa bệ hạ, người hãy ngủ đi ạ. Có thần canh gác rồi, người cứ yên tâm ạ. Nhất định phải canh gác thật cẩn thận để bảo vệ giấc ngủ của nhà vua. Nhà vua vốn rất tin tưởng mình mà. Cút đi, cút đi, không được phá giấc ngủ của nhà vua. Còn ông ngu ngốc kia, ta đã được nhận lệnh của nhà vua là canh cho người được ngủ ngon nhất. Người dám vò ve ở gần nhà vua ư? Cuối cùng thì mày cũng đi. Mày mà quay lại đây thì tao sẽ giết chết mày. Lần này thì tao không tha cho mày nữa đâu. Tao đã nói là làm, tao sẽ giết chết mày. Không thể dùng mỗi tay không để đập mày được ông ạ. Tao sẽ dùng kiếm để xé xác mày thành trăm mảnh. Đúng rồi, thanh kiếm của bệ hạ. Người vừa làm gì thế hả? Bệ hạ, thần chỉ giết con ong đậu trên trán người mà thôi. Nó định phá giấc ngủ của bệ hạ. Người đã giết ta, giờ ta mới nhận ra trước đặt quyền lực trong tay những kẻ ngu dốt thì hậu quả thật khôn lường. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Giờ mới hài lòng. Ngày xưa, có một ông lão tên là Frederick, sống cùng đại gia đình của mình gồm vợ, 5 người con trai, 5 người con dâu và các cháu trong một căn nhà nhỏ xíu cũ nát và chật chội.
Của chị mà, của chị, đưa đây. Không, món này của em cơ. Thôi nào các con à, ngồi yên đi. Kẻo ông bà mắng kìa, đừng có tranh ăn nữa. Không, con muốn ăn món đó mà. Không, con muốn ăn món đó. Làm gì vậy? Im hết đi, còn ăn uống cho ngon lành chứ. Nè nè, anh mới đang là người ầm ĩ đấy, sao lại mắng con tôi? Hả? Cái gì? Cái gì ném vào mặt ta vậy? Annie, con làm gì vậy? Mẹ đã nói con phải ngồi im rồi kia mà. Dạ, con xin lỗi cha. Chỉ tại chỗ ngồi của cháu chật quá nên khuỷu tay của nó. Không có bữa ăn nào yên ổn. Bà nó ơi, làm gì mà lề mề thế? Mau mang sữa về hâm nóng ra đây nào. Không hiểu sao cái đống củi tươi quá hay sao mà nay không có cháy nổi nữa. Tề Tri, ông đã dặn cháu bao lần rồi, cháu lại mở cửa chuồng dê để nó chạy lung tung rồi chứ gì. Cháu xin lỗi, cánh cửa chuồng dê bị hỏng rồi ạ. Mà nhà hết ván gỗ để thay nên cháu không thể giữ nó lại được. Ôi Chúa ơi, tôi phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này bây giờ? Cha, cha còn tự hỏi phải làm gì ư? Tốt nhất cha chia hết đàn dê, đàn bò với đàn gà ra cho chúng con đi. Để tụi con đi chỗ khác tự dựng nhà dựng lều mà ở, không thể cứ ở chung mãi trong căn nhà chật chội bí bách này được. Không được nha, anh xem đàn dê bò với gà nhà chúng ta lèo tèo vài lứa, có không được bao nhiêu đâu mà anh bảo chia hả? Chia ra đến tiền ăn còn chẳng có nữa là làm nhà. Vậy chi bằng hãy cứ để con ra riêng ở trước, hãy cho con một nửa số bò dê và gà để lập nghiệp, các em trai con có thể ở tạm cùng cha mẹ cũng được. Sao anh khôn thế, mang cả nửa gia tài của cha mẹ đi thì cha mẹ và chúng tôi lấy gì để sống đây? Đúng thật, không đời nào chúng tôi đồng ý đâu. Vậy các người muốn sống cả đời này cùng nhau trong cái nhà bé tẹo này, đến đi lại cũng pha đập vào nhau ư? Thà như thế còn hơn để anh mang hết bò dê gà đi nha, đồ khốn lỗi. Thôi không phải nói nữa, im lặng đi. Tất cả ai về chỗ nấy, đi làm việc hết đi. Cứ sống thế này thì chả khác nào địa ngục. Chỗ đi còn chẳng có, mình phải làm thế nào bây giờ? Lạy thánh thần, xin cho con một cuộc sống khác tốt đẹp hơn, con khổ quá rồi. Trong khi những người đàn ông cùng trang lứa với mình đã nhà cửa khang trang hết rồi, sao ông trời lại bất công thế chứ? Ơ kìa, sao nôm ông buồn thế? Tôi thật sự rất buồn khổ. Tại sao bằng từng này tuổi mà tôi vẫn phải sống chung với năm đứa con trai và con dâu trong một gian nhà gỗ chật hẹp, vừa ẩm thấp vừa cũ kỹ, thiếu thốn trăm bề. Tôi không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này. Có lẽ tôi không thể cho ông lời khuyên, nhưng tôi nghe nói phía bên kia dãy núi có một nhà hiền triết tên là Aubrey, nổi tiếng là cái gì cũng biết. Có khi ông tới đó cầu xin ông ta đi, ông ta lại ném cho kế gì hay ho. Hả? Nhà hiền triết Aubrey, thấy ông ta có phép thuật gì biến nhà bé thành nhà to à? Nghe nói ông ta rất thần thông, cái gì cũng biết. Đúng là người tôi đang cần tìm đây. Chắc chỉ có ông ta mới cứu được chúng tôi thôi. Chỗ ở của nhà hiền triết chỉ bình thường thế này sao? Vậy thì giúp gì được cho mình cơ chứ? Thôi thì cứ vào thử xem sao. Dạ thưa nhà hiền triết, tôi mạn phép tới đây để mong ngài giúp đỡ cho nhà tôi. Ông lão, ông cần ta giúp gì vậy? Cả nhà chúng tôi đông người mà phải sống chung trong một gian nhà gỗ nhỏ bé, rất chật chội, cả ngày cãi vã không dứt. Cuộc sống như thế khác nào địa ngục, tôi không biết phải làm sao. Thế trong nhà ông có những gì? Dạ, nhà tôi có 2 con bò, 2 con dê và 1 đàn gà. Ông chỉ cần làm theo cách của ta, mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi.
Có loại phép thuật nào giúp tôi ư? Đơn giản lắm. Ông cứ cho hết bò, dê và gà sống chung. Vượng khí tăng lên đủ đầy sung túc. Có như thế, ông mới thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Cái lão già hiền triết này tưởng có cách gì hay ho, sao lại bảo mình làm trò lạ đời thế? Nhưng có lẽ đây là một cách để phù phép thì sao? Vâng, tôi xin nghe theo lời dẫn của nhà hiền triết. Kìa cha, bò, dê và gà đều có chuồng ngoài kia, sao cha lại lùa hết vào trong này chứ? Đúng rồi đó, làm vậy còn chỗ cho chúng chứ. Không có nói nhiều, tôi đã nghe lời khuyên của nhà hiền triết Audrey rồi. Ông ta bảo phải lùa hết gia súc vào trong nhà để vượng khí sung túc đủ đầy. Trời đất ơi, ông Frederick à, ông đem gà, bò, dê vào nhà làm cái gì? Nhà này còn chưa đủ chật hay sao vậy? Ôi trời ơi, con gà chết tiệt, sao mày lại nhảy lên bàn ăn của ta? Cái lão nhà hiền triết Audrey này, tưởng thế nào hóa ra lời khuyên của lão chỉ ăn hại. Ông bày cho chúng tôi cách quỷ quái gì vậy? Mọi chuyện không những không tốt lên mà chỉ thảm hại hơn thôi. Bây giờ nhà tôi thực sự biến thành địa ngục rồi. Được rồi, thế ông về nhà không cho gà ở chung nữa là được thôi. Không cho gà ở chung? Cũng phải. Lũ gà nhỏ con lại chạy nhanh khó kiểm soát hơn bò và dê. Thôi, cho bớt gà ra, chắc cũng không ảnh hưởng đến phép thuật vượng khí sung túc của ngôi nhà. Lũ gà chết tiệt, bò với dê là đủ sung túc ấm no rồi, khỏi cần lũ mày. Trời ơi, hai cái con dê này ăn tàn phá hại hết nhà rồi. Ông Frederick à, ông nhìn xem mình đã làm gì đi. Sao ông lại cho hai con dê này vào nhà chứ? Ôi trời ơi, bao nhiêu đồ đạc của tôi không cả rồi. Con dê núi nhai hết mọi thứ trong nhà, làm cho cuộc sống của tôi trở nên ác mộng. Chẳng thấy vượng khí đâu, chỉ thấy mọi chuyện tồi tệ hơn. Dễ thôi mà, nếu chỉ cần không gặm phá đồ đạc thì cho dê ra ngoài là được. Đây, đây mới là đồ ăn của chúng bay. Đừng có bước chân vào nhà ta nữa. Ý, mùi bò ghê quá đi. Cha ơi, có cách nào để có vượng khí giàu có mà không cần cho bò vào ở chung không? Ôi trời ơi, chỉ tại lão Audrey chết tiệt, khuyên mình toàn những thứ quỷ quái. Con bò biến nhà tôi thành cái chuồng bò rồi. Ông xem thế nào đi. Người ta gọi ông là nhà thông thái mà ông chẳng giúp ích gì được cho tôi hết. Thế ông mau về nhà và cho lũ bò ra ngoài ở đi. Nốt lần này, nếu cho con bò ra ngoài mà nhà tôi vẫn chật chội bức bối khó chịu là tôi không để yên cho ông đâu. Ôi trời ơi, mùi sữa dê thơm quá. Bà vợ mình ắt hẳn đang hâm sữa nóng chuẩn bị cho bữa sáng. Tự dưng thấy đói bụng ghê. Annie, ăn món này đi cháu. Tati à, phải ăn chiều vào mới có sức chăn dê được. Cha dậy rồi kìa. Hẳn là mấy hôm nay cha đã mệt mỏi rồi. Các con không cãi nhau chí chóe như mọi lần vì nhà chật nữa sao? Đàn gia súc đi hết, bỗng dưng thấy cứ như trước là tốt nhất cha à. Nhà cửa lại thơm tho sạch sẽ, dễ chịu hẳn ra. Cảm ơn ông đã giúp cả nhà tôi tìm thấy cuộc sống ngọt ngào. Bây giờ tất cả gia súc đều ra ngoài ở. Căn nhà nhỏ bé của tôi trở nên yên tĩnh, rộng rãi và sạch sẽ rồi. Tôi vui lắm. Ta chẳng làm gì cả. Căn nhà của ông vẫn như lúc đầu, vẫn đủ vợ, 5 đứa con trai và con dâu đấy chứ. Hạnh phúc nằm trong tâm. Trải qua những điều tệ hơn, ông mới nhận ra nó không tệ như ông từng nghĩ và biết trân trọng nó mà thôi. Hoàn cảnh có thể không được như ý ta muốn, và nhìn bề ngoài thì có vẻ rất tồi tệ, nhưng cuộc sống còn nhiều thứ kinh khủng hơn như vậy.
ta đừng quá thất vọng hay sầu não dù có bất cứ điều gì xảy ra. Hãy lạc quan lên, biết hài lòng với những điều mình đang có thì sẽ thấy cuộc đời thật đẹp. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sun Pharma. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.